Bây giờ hai vợ chồng mình đang ở trung tâm của thành phố Kon Tum. Bây giờ lót dạ trước đã rồi mình mới chạy tiếp. Hồi sáng mình đi mấy giờ anh? À 5:45. Bây giờ chắc 7:20 ha. 7:10. Bây giờ là 7:10. Em nhớ không? Ở trên đây nấu phở ở trên Tây Nguyên á, nấu phở nó khác với mình còn phở làm khác. Ở trên đây giống cộng một hủ tiếu đó. Đây coi nè. Đó. Rồi tụi mình ăn nha. Rồi vậy tiếp.